Hello, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đam mê đồng hồ cho mọi miền Tổ quốc nha. Lại là mình đây. Hôm qua thì lên cái clip dài phải không ạ? Hôm nay thì vẫn miệt mài tìm kiếm những chiếc đồng hồ để nhập về phục vụ quý cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì mình bây giờ đang ưu tiên nhập những dòng Rolex The Mi nha. Nếu quý cô chú anh chị các bạn nào có chán thì bán cho mình mua ha. Đó. Hôm nay thì mình về được một chiếc một số 233. Vi tính vàng rất đẹp nè, 126331 size 41 nè, rất đẹp đờ mi hồng ha, Zenith đờ mi hồng luôn, rất là tuyệt vời, đẳng cấp chưa, một em Patek Philippe 5960R nữa nè, đó, vẫn miệt mài tìm nhập nha, ưu tiên những dòng Rolex đờ mi, như quý vị và mình nha, mình ưu tiên những dòng Rolex đờ mi, về thêm một chiếc tắc heo, về thêm một chiếc Ucelinarin, về thêm một chiếc Zenith vàng khối mặt đen vàng hồng rất đẹp như quý vị nha. Đó. Thì hàng mới thì ở mình luân chuyển mỗi ngày rồi phải không ạ? Luân chuyển mỗi ngày để nha quý vị và nhà bạn mình nha. Rất là tuyệt vời phải không? Những chiếc đồng hồ Omega cổ, bậc thang, kim cương thiên nhiên, rất là nhiều ở đây nữa nha quý vị, cô chú và bạn mình nha. Hôm nay mình có cái mặt đẹp lắm nè. Đây cho quý vị xem nè. Mặt ngoại nè, trái tim nè, kim cương thiên nhiên nè, đã chưa? Nhìn rất là tuyệt vời. Hôm nay là nhập về rất là nhiều. Đây. Các clip trước cũng giới thiệu nhiều rồi phải không quý vị chú ý anh chị các bạn. Đây, clip này sẽ không cần phải giới thiệu lại nữa rồi. Hôm nay chỉ nhập cái mặt này với sợi dây chuyền này. Thì dây chuyền này với cái mặt này có hơn 10 triệu thôi. Nhìn đẹp chưa? Tuyệt vời chưa? Giới thiệu sơ sơ đây quý vị chú ý mình ha. Clip sau chắc phải giới thiệu thêm. Không biết nó còn ở clip sau không. Hôm nay có về cái này rất là đặc biệt nè. Đây, một cái tẩu thuốc, một cái tẩu để hút thuốc lá đó, hàng sưu tầm xưa đó quý chú ý mà mình. Ở đây bọc bọc bằng vàng nha, cái đầu này bọc bằng vàng luôn nè, đó có chuyện đại bàng luôn của Pháp nha. Hàng cổ có cả như này, bạn nào hút thuốc sưu tầm hoặc là hút thuốc cũng ok, có vàng luôn, giống như bán vàng. Cái này mình bán 5 triệu nha, để chơi thôi. Một cái viết bằng vàng nữa nè, gỗ xưa rất đẹp nha, là bơm mực nha, nắp và thân là vàng khối nè, đó vàng khối hết nha quý vị nha. Bạn nào sưu tầm thì hú mình. Những cái này thì mình sưu tầm nguyên hộp cái này nên mình không bán lẻ, để chơi theo quý vị chú ý mình nha. Đó. Rất là nhiều những đồng hồ ở đây phải không ạ? Đó. Thì mình vẫn ưu tiên nha, vẫn ưu tiên miệt mài nhập những cái dòng đờ mi. Đó. Vàng khối thì mình cũng còn đây cũng rất là nhiều đây phải không ạ? Đó, size 36, size 40, size 39, đây rất là nhiều phải không ạ? Patek Philippe, đây. Corum, bài chắc Philip, Hublot, đây, Rolex, full kim Rolex The Mi, Rolex vàng khối, rất là nhiều những dòng đồng hồ ở đây, kể cả những dòng sưu tầm ở đây nữa này, hàng rất tiền, đây, Omega, Tissot, Berlin, Rue Tourmaline, Tắc Heo, Longines, đây ha, kể cả những con Rolex chưa từng đeo cũng hiện diện ở đây nha quý vị mình nha. Đây, boy size cho nữ nè, cho nữ nè, rất là đẹp không ạ? À? Đây, rất là nhiều những đồng hồ đẹp đẳng cấp ở đây nha. Rồi, hẹn quý cô chú anh chị các bạn vào một clip gần nhất nha, một clip tổng thể luôn. Mình sẽ lên tổng thể rất là nhiều đồng hồ ở đây ha, quý vị mình ha. Chắc một ngày không xa thôi, để mình tập trung hàng, để mình làm rồi sau này mình sẽ... Vì sao mình mua nhiều cái Rolex The Mi như thế này? Thì mình sẽ sau này mình sẽ đẩy mạnh ở ngoài Hải Phòng về phân khúc Rolex The Mi ha, cho nên là mình mới mua, mình tập trung nhiều một chút chứ không có gì hết quý chú mình nha. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại, mến chúc quý cô chú anh chị các bạn buổi tối an lành, vui khỏe, hạnh phúc với gia đình ha. Bye bye, chân thành cảm ơn. Quên nữa, mình là đồng hồ thời gian vàng, điện thoại của mình 0779613696 nha, địa chỉ nhà riêng của mình 96/12/4 Thạch Lam, Phú Thạnh, Phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại này cũng là số Zalo duy nhất của mình nha quý cô chú và mình nha. Sau này có thể mình sẽ xài thêm một số 0907576663 nhưng mà hiện tại thì bây giờ chỉ vẫn xài số này thôi, số kia thì chắc trong vòng tháng thôi sẽ bắt đầu xài, bây giờ mua cũng lâu rồi, để dành lâu rồi chưa xài tới. Quý chú và chị và mình ha. Rồi, rất hoan nghênh chào đón quý cô chú chị các bạn đến giao lưu trao đổi tại thời gian vàng ha, nơi lưu trữ những đam mê, lưu trữ thời gian. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại nha. Bye bye, chân thành cảm ơn.